Xin được chào đón hai cặp cha con bà Xuân Hiệp, con trai Hoàng Long và bà Trọng Hiếu, con trai Hiếu Thuận đến với chương trình Cha Con Hợp Sức phiên bản lữ khách. Khởi động nhẹ nhàng với nhiệm vụ đọc thơ nhưng khá khó khăn một chút với hai lữ khách nhí vì còn nhỏ tuổi để học thuộc. Nhiệm vụ di chuyển hàu thì quá dễ dàng, chỉ có nhiệm vụ đập hàu thì hơi cực cho hai bà một chút thôi. Nhưng điều hai bà lo lắng nhất đó là sức khỏe của hai con. Con có khỏe không? Con chơi được không? Con chơi nữa không? Hả? Bon chơi nữa không? Chơi! Mặc dù đồng ý chơi, nhưng Bồn vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó. Cố lên nào Bồn ơi! Đoàn kết! Đoàn kết! Lớn lên! Đoàn kết! Quyết tâm! Quyết tâm! Chiến thắng! Chiến thắng! Yeah! Sushi có khỏe không? Khỏe! Sushi đi chơi với bố nữa không? Đi! Chơi không? Đi chơi! Ok, nhớ nha! Rồi. Mẹ sẽ chịu con đây xem là cái gì. Kệ, được quà kìa, chạy lên. Cảm ơn chú Y. Rồi, con cảm ơn đi. Sisi biết gì trong này không? Dạ, cái này quà của Si á. Nhưng mà này là cái gì? Kẹo hả? Phải không? Phải. Là cái gì? Rồi. Hay là bánh? Còn Bon đón trong đây là cái gì? Cái này là kẹo. Kẹo luôn. Có đồ chơi không? Có. Thời gian đoán hộp đã hết. Trong khi ba Hiếu đang rất tò mò câu trả lời của Sushi thì Bồn đã rất tự tin trong hộp quà có kẹo. Kết quả sẽ thế nào đây? 1, 2, 3. Hỏi ra. Kẹo. Nè mình kẹo mình nè. Ăn kẹo bị sâu răng. Nè ba ơi. Khi Sushi vẫn đang còn mải mê với những cây kẹo thì Bồn đã phát hiện ra những mảnh ghép trong hộp quà. Đừng vội ăn kẹo nhé Sushi ơi, vì các mảnh ghép chính là nhiệm vụ tiếp theo của hai cặp cha con đấy. Với những mảnh ghép mà chương trình cung cấp, hai cặp cha con hãy lắp đúng thứ tự từng mảnh ghép để tìm ra hình ảnh ngôi nhà tá túc trong đêm này. Đội nào ghép đúng ảnh được một huy hiệu. Ghép đi, xếp với bố đi. Xếp với bố đi. Đúng rồi. Con mở ra hết cho bố đi, con mở ra hết cho bố đi. Xếp xếp gì ba? Trời ơi, căng à. Trong khi hai cha đang rất căng thẳng để sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau thì hai con rất vô tư, luyên thuyên đủ mọi chuyện với nhau. Cố lên nào hai cha nhé. Sushi nhiều cái luôn nha. Sushi nhiều cái nè. Mẹ mình nhiều cái không? Đây. Con đừng có phá, để bá gắn cho. Con đừng có đụng vô đây. Để bá ghép lại cho con. Để bố đây, bố đưa gắn nữa con. Đây Sushi lắp đúng rồi nè. Bon, để bá gắn rồi. Hết nói chuyện với nhau thì các nữ khách nhí quay sang quấy phá hai bà, nên buộc hai bà phải cấp phép cho hai bạn ngồi một góc chơi với nhau. Liệu tình hình có ổn hơn chăng? Hai bạn nhỏ chơi với nhau đi. Tí Bon chơi đi, ngồi chơi đi, đợi để bá làm. Ai mua kẹo không? Con mua kẹo. Ai mua kẹo không? Nè, kẹo không? Là hai cái. Được một lúc thì đâu cũng vào cả đấy. Anh chân chơi lại. Ô con. Rồi. Con đừng có phá nè. Bố Hiếu. Rồi. Cái này nè. Ôi trời ơi. Từ từ đợi bố xíu. Vô đây chơi nè, chỗ này con nít đâu chơi được. Khó quá. Có mấy lần mua đồ chơi của Sushi về cho nó tập ráp, mình cũng thử ráp thử nhưng mà chưa giật. Thời gian dài tới giờ, dài y vậy á, 5 phút là bỏ rồi. Thấy tình hình là cực kỳ vất vả, quá thử thách, khó quá. Cái trò này thực sự là hồi đó giờ mình chưa chơi. Mặc dù là tại vì mình cũng không có thời gian nhiều. Bé của mình thì ngay thời điểm này là nó chưa được 3 tuổi. Tuổi đó thì để nhớ một cái bài thơ trong vòng 5 phút thì phải nói là khó. Nếu bây giờ kêu hai bố đọc lại cái bài thơ đó thì cũng không nhớ được. Thú thiệt là mình cũng nói chính xác là mình chỉ nhớ được 4 chữ đầu rì rào thôi, còn ngoài ra không nhớ được gì hết. Chính vì lý do hai con không thể học thuộc được bài thơ nên chương trình đã tạo điều kiện cho hai cặp lữ khách chỉ cần gọi điện cho cô Bảy hết để nhờ giúp đỡ. Ủa sao mình có chuyện là gì vậy mà không gọi cho chị giúp mấy anh? Hả? Có Bảy hết mà, bà nói có chuyện gì gọi cho chị Bảy hết là chị giúp mình, tự nhiên giờ mình là làm đàn chi? Dạ cô Bảy hết á hả? Dạ đúng rồi đó. Cô Bảy hết ơi, tới giúp giùm. Hai ông bố đang bị bí cái vụ mà xếp cái logo, cái hình ngôi nhà. Bây giờ nhờ cô Bảy hết đến giúp đỡ giùm. Trời ơi, tới đi. Trời ơi, hồi sáng giờ tôi chờ mà không có ai cho tôi tới giúp hết á. Giúp giùm này cô Bảy. Được mới có 30% à. Chẳng được mấy giờ đây để này nó còn tháo ra nữa. Chỗ này nè, chỉ cần đang thiếu chỗ này nè, ngay cái ô này nè, ô cửa sổ đó. Rồi hai cha con lật nó ngửa nó lên cô Bảy mới thấy được. Chẳng nãy giờ cũng 30% mà nó lại nó tháo hết nè. Sao vậy? Cô Bảy biết mấy cái vụ biển cả không à? Làm cô Bảy cũng bó tay luôn. Gì mà khó dữ ta. Thôi cô Bảy đi á. Bye bye cô Bảy. Đó, phải không? Không phải à? Phải. Miếng này nó đâu nó chưa hoàn chỉnh lắm vì làm như là nó bị thiếu gì, không biết là mấy đứa nhỏ nó có lấy mất mấy miếng này nãy giờ nó nãy giờ nó quăng tùm lum rồi, giờ không biết đâu rồi. Vẫn nhìn ra được bức hình này. Sam Sam Housing. Đây chính là địa điểm mà mình ở trọ lại tối nay. Chúc mừng hai cặp lữ khách đã hoàn thành được nhiệm vụ ghép hình. Nhưng phải làm thêm một nhiệm vụ nữa thì hai cặp cha con mới có nhà tá túc trong đêm nay. Cố gắng nhé các lữ khách ơi. Bà hướng dẫn con tự tìm đến ngôi nhà giống như trong bức tranh. Tự con thuyết phục chủ nhà cho hai cặp cha con tá túc một đêm, hoàn thành nhiệm vụ được một huy hiệu. Con đi lại chỗ đó đó ha, con quẹo đây con đi ha, con quẹo phải nè, con quẹo rồi cái con cầm nè, con coi cái nhà nào giống cái này nè ha. Con nhìn cái nhà này, con nhìn cho giống cái nhà này ở đâu nha. Con vô cái nhà này con nói là cho sushi với bố ngủ ở đây nha, ok nhớ chưa? Con tìm chưa ra được á thì con hỏi người ta, hỏi cái nhà này ở đâu chỉ cho con ha, nhớ nha, cảm ơn nha. Nhiệm vụ này có bộ khó với mấy đứa bé, khó không tin giờ sao mới biết nó hỏi đây. Nó còn quá nhỏ, cho nó nhìn căn nhà giống thì có thể đó mà làm sao để nó thương thuyết với cái người chủ nhà đó cho mình ở được. Cái quan trọng đó, thương thuyết cách nào. Con ở nhà ở đâu? Con ở đâu? Đây hả? Con không biết thôi. Và thế là mỗi bạn đi một hướng. Bon và Sushi ai sẽ tìm ra nhà trước đây? Cố lên nhé hai lữ khách nhí. Rồi tìm được rồi. Hả? Ba. Con tìm được chưa? Có chưa? Đúng rồi. Trong khi Bon quay lại tìm ba thì Sushi rất dũng cảm đi tìm nhà một mình, nhưng lại làm cho bà Hiếu lo lắng. Bé Bon con của anh Hiệp á, là hình như là đã tìm được căn nhà rồi. Còn thằng Sushi nhà mình thì thấy vẫn im hơi lặng tiếng, chưa biết nó có tìm được căn nhà đó chưa. Và nếu có tìm được không biết là nó đã thương thuyết cái chủ nhà được chưa nữa. Không biết là tối nay cha con sẽ ngủ ở đâu nếu như thằng nhỏ không thương thuyết được. Đây. Con tìm được không? Nè. Cái nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Chưa đúng nhà. Đi kiếm đi, ba đứng đây ba đợi con. Không sao đâu. Đi kiếm nhà đi. Này ở đâu nè? Sao cô đâu biết nhà ở đâu đâu. Cứ ngỡ Sushi là một cậu bé nhút nhát, nhưng trải qua nhiệm vụ, Sushi đã can đảm hơn rất nhiều. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhé Sushi. Xong. Thôi. Hoa màu xanh. Hai màu vàng. có giống đâu. Đúng mà. Không có đúng. Đi dưới nhà dưới đi 10 bước nữa tới, đi nhanh lên. Sau khi được cô đạo diễn gợi ý thì Bồn đã chạy rất nhanh để tìm nhà giống như trong hình mà bà đã dặn Bồn xin tá túc qua đêm. Cố lên nhé Bồn. Mình có nhà nè, nè. Nó kêu. Khi mà đã có bố đi cùng á, mà kêu tách ra khỏi bố để đi một mình đó là một cái khó rồi. Mình không tin là một đứa bé 3 tuổi hoặc hơn 3 tuổi thương thuyết với cái người chủ đó là để cho hai cha con qua đêm ở đó được. Rồi nó cầm cái hình để mà đi kiếm cái nhà là mình cũng không biết là hồi hộp rồi. Cô ơi, nhà ở đâu? Sao? Con đi thẳng xuống dưới đó đó, có cái hẻm 34 bên tay mặt tới tay đây này là tay này nè con nè, có cái hẻm con đi vô đó. Dừng lại xe. Cô ơi, cô nhà đâu? Cái hình này. Đi vô trong hẻm. Vô trong hẻm. Bạn Bồn. Trong hẻm đi bạn. Nhớ cô Bảy không? Rồi, bây giờ cô Bảy dẫn hai đứa đi chơi, chịu không? Đi theo cô Bảy, đi về đi chơi. Kệ ba luôn, kệ ba đứng đó kệ ba nha. Ba canh được. Bỏ ba luôn, mình đi chơi thôi. Con về làm ba. Bây giờ cô dẫn nó đi chơi, chút nữa cô dẫn đi tìm ba, chịu không? Không biết là cuộc thảo luận của hai lữ khách nhí đồng ý theo cô Bảy hay quay lại tìm ba đây. Bây giờ mình bỏ ba, mình đi chơi xong mình tìm nhà mình về mình ở thôi, mình bỏ ba luôn, hiểu không? Hiểu không? Hiểu rồi, con chịu không? Bỏ ba luôn. Bây giờ cô Bảy nói chơi thôi, bây giờ cô Bảy giúp tụi con đi tìm cái nhà này để con vô con ở, chịu không? Đi theo cô vô đây tìm nhà, rồi chút nữa cô dẫn cho đi tìm ba nha. Không không? Tìm nhà đi, rồi chúc mình đi tìm ba. Con mình thì nó còn nhỏ quá, nó ham chơi. Chỉ cần mà ai đưa cho nó một cái đồ chơi gì đó, tại mình cũng chưa có, nó còn nhỏ quá nên mình cũng chưa có dạy được cái cách mà từ chối những người lạ này nọ, nên mình nghĩ là một cái món đồ chơi hay cái gì đó là nó sẽ đi theo thôi. Ngay cái thời điểm này mà có người lạ, ví dụ như có kẹo bánh hay là chẳng hạn đồ chơi, nó rất mê đồ chơi, ví dụ như xe tải hay xe tăng hay là máy bay gì đó, khả năng mình nghĩ khả năng 70% đã đi theo rất cao. Tìm nhà Bảy, tìm nhà mà vì Bảy phụ đi tìm nhà, đợi ba mình lại. Đúng rồi, phải đợi ba lại. Con nhìn xung quanh đây đi, cái chỗ nào mà giống cái hình này. Wow, đúng không? Đúng không? Đúng. Mình đi vô xin nhà rồi ba lại. Thế là cô Bảy hết đã giúp đỡ các bé tìm đúng ngôi nhà như trong bức hình mà chương trình cung cấp. Còn nhiệm vụ xin nhà thì trông cậy vào hai lữ khách nhí. Chẳng biết sẽ ra sao, nhưng cố lên nhé Bồn và Sushi ơi. Hai con kiếm ai? Ba đâu rồi? Ba trên trường ngoại rồi. Sao vậy? Sao vậy? Ba đâu rồi? Ba cho con nợ. Hôm nay chú cho con ở đây nha. Nhưng mà nếu mà con không có ba con chịu không? Con chịu không? Không chịu. Con chịu nè. Con chịu không? Chịu. Chịu hả? Chú cho con vô nhà ở nha. Nữa ba tới, xíu nữa ba tới nha. Vô nhà chờ ba tới. Ở chừng ba tới nha. Để chắc kịp chờ ba tới. Đâu? Đưa cho bạn đó. Làm gì vậy? Ra. Trong lúc đọc sách đợi bà quá lâu, hai lữ khách nhí còn được bà chủ nhà cho ăn cháo nữa. Quả thật quá may mắn. Ba sắp tới rồi. Anh Hiếu nghĩ coi hai nhóc mình tìm được không? Mình thì vẫn chưa có lòng tin lắm là nó sẽ tìm được. Thì cái này nó hơi cũng quá sức và hơi khó khăn. Không biết khi nó cầm cái hình nó tới nơi, cái hình nó còn nguyên vẹn không kìa. Nội mà nó nhìn cái hình để mà đi tới cái nhà đó là cũng đã khó lắm rồi, mà còn cái đừng nó mà xin xỏ gì hết. Thôi giờ hai anh em mình tranh thủ đi kiếm hai nhóc này coi nó tới đâu rồi. Trong khi hai bà đang rất lo lắng cho hai cậu quý tử thì Bôn và Sushi đang ăn rất ngon và chờ ba đến. Nó biết gì về con hẻm này mà để nó vô nó tìm ta? Nãy chắc cũng có bản đồ hay sao? Kìa, nó có logo kìa, đó có cái nhà kìa, đó. Đúng rồi à. Mình phải bí mật. Hai cha đang rất muốn gặp hai cậu con trai, nhưng vẫn muốn bí mật để gây bất ngờ với con. Ngoan nhé hai bạn nhỏ, hai ba đến rồi đây. Vì muốn thấy được hai con Sa Bà sẽ như thế nào, đã bí mật quan sát con từ xa như thế này đây. Đúng quá mà Hiệp tới rồi. Con kiếm được nhà luôn á hả? Con kiếm được luôn á hả? Giỏi vậy? Có ai chỉ con không? Có. Con có kiếm được luôn không? Con đi với bạn Bon lại đây kiếm nhà luôn á hả? Ôi giỏi quá vậy ta. Số 1. Ôi, sao con tìm được chỗ này? Con cái hình. Con nói làm sao để con vô nhà vậy? Vô nhà chỉ với bạn Bon. Hồi nãy Bon đi bác sĩ, Bon khóc. Nãy Bon có khóc không? Hả? Bon có khóc không? Ngoan nha, không có khóc nha. Nguội rồi, bố thổi ngục. Bố hỏi nặng vô. Hỏi mạnh vô hả? Bây giờ mình ăn đua với Si nha, coi ai ăn. Hỏi thổi nhanh lên. Hỏi mạnh lên bố. Rồi thì đó, bố hỏi mạnh mà. Đó. Đó coi kìa. Ăn mà mặt. Rất là bất ngờ và cũng cảm thấy là rất là vui. Nó đã tự mình làm được cái điều đó. Mình đã núp ở cái cửa sổ ở căn nhà đó, mình nhìn vào mình thấy là ngồi nó tự nó múc ăn, cảm thấy là rất là hạnh phúc. Hai ba tới rồi, hai ba đâu có bỏ đâu. Con có dỗ Bon không? Có. Bon rồi. Con nói Bon sao? Bon đừng có học. Trời ơi, con nói vậy thôi à. Người. Ăn xong cái mình tắm cái mình đi chơi, ok không? À. Mua được kiến, mua được chết. Ok. Nó rồi, yeah. Mới ăn xong ha, bây giờ ba sẽ dắt tụi con vô trong đây, tụi con tự dọn cái phòng để lát tối nay mình ngủ, chịu không? Biết không? Nha. Biết làm không? Biết dọn không? Biết dọn không? Biết dọn. Đi vô okay, trong. Vô dọn đi. Rồi. Đem cái thùng rác để đây. Bây giờ là con lực. Rồi, để đó. Không, để đây nè, để sát tường. Con lại đẳng á, con lực cái bàn nó xuống. Không, để đây nè, để sát tường. Con lực cái bàn nó xuống. Đúng rồi. Con lực cái bàn nó xuống, lực cái bàn nó xuống. Đúng rồi. Để xuống. Coi chừng kẹt chân con nha. Rồi đẩy xích vô, đẩy cái bàn nó xích vô, đẩy xích vô. Đúng rồi. Rồi. Mấy cái này để lên trên. Nè, con cầm cái này, con để lên trên cái bàn. Bây giờ con gom mấy cái cuốn sách này nè. Con gom cuốn sách này con để lên trên bàn luôn. Rồi, cầm cái phao đây, qua đây, để đây nè con. Rồi. Qua đây, để đây. Đúng rồi, để rồi. Cái phao đây. Si dọn nệm, chảy nệm đi. Xong, bố đi nấu cơm nha. Ba đi qua bên đây, ba nấu cơm, hai con ở đây con làm. Hai anh em chải cái nệm này ra. Rồi lấy cái tấm ra này nè, gắn vô rồi sau đó mình để gối lên nha, được không? Dạ được. Ok. Không khó nha ba. Rồi. Ôi. Nhờ cái chương trình Cha Con Hợp Sức này là mình thấy được cái ngóc ngách của nó hơn. Cái những cái mà bắt đầu nó mới lộ diện ra, nó mới phản ánh đúng cái bản chất hay là cái tính tình của nó. Mà bấy lâu nay mình không biết. Cái chừng. Câu. Nặng quá. Được gia đình cho ba với đứa con ở đỡ đêm nay, nên là tụi anh cũng có trên đường đi cũng có làm mấy hào á, thì bây giờ cũng muốn làm một cái bữa ăn để mà mời gia đình ăn thân mật, cơm tối. Trong khi hai bà đang xin phép chủ nhà nấu bữa cơm tối thay lời cảm ơn đến gia đình cho tá Túc, thì hai con lại đang chơi rất vui, quên cả nhiệm vụ ba giao. Bây giờ thì mình sẽ làm trứng chiên hào. Xong rồi hả? Con làm xong rồi hả? Giỏi gì vậy ta? Con trải nệm ra chưa? Trải nệm ra rồi. Xếp gối để chưa? Rồi. Vậy đợi bố nấu cơm nha. Đôi vợ chồng trẻ Vũ Trung Đức sống cùng mẹ vợ Huỳnh Thị Kim Loan, xây nhà theo kiểu homestay cho thuê để khách có thể sinh hoạt chung với nhau đúng nghĩa gia đình. Tất cả có cùng chung một ước mơ, cùng nhau gìn giữ hạnh phúc gia đình. Rồi, thằng Giang Ken Cút tới đây. Xin mời. Xin giới thiệu với cô, tất cả các món này là của anh này làm hết. Con thợ phụ. À, anh Hiệp anh chỉ bưng thôi. Này con thấy có hào không biết làm sao giờ. Dạ nói hào chiên trứng. Dạ cái này cải thảo xào. Dạ cái này nước tương dầm mớ. Ba cơm rồi. Đúng gói luôn. Ngon quá. Bố ăn hết của sushi. Ngon quá Hiếu ơi. Làm món này vừa miệng quá nè. Nhà mình cách biển bao xa hả cô hả? Để trước thì gần hơn. 500 mét. Tụi nó đi Vũng Tàu thì thường lắm. Nhưng mà lần đầu tiên là ở cái nhà dân kiểu vậy. Thường là khách sạn. Đúng rồi, thường là khách sạn. Cô ở đây từ xưa tới giờ luôn hả cô? Để lầm đấy là cô gốc người gì cơ? Trong lúc cả nhà đang ăn cơm và trò chuyện vui vẻ thì Bôn và Sushi cùng nhau chơi xe mà không làm phiền hai ba. Hai con giỏi quá. Thế là buổi ăn tối ấm cúng và đầy tình cảm với những lời chia sẻ như đã quen nhau từ lâu của mọi người cũng đã xong. Nhưng nhiệm vụ dọn phòng mà ba Giao vẫn chưa hoàn tất. Liệu hai bạn nhỏ của chúng ta có bị phạt không đây? Hồi nãy con với anh Vin. Trời ơi! Wow, dữ! Hai tụi con trải nệm á hả? Dạ. Xì với Bon trải nệm á hả? Vậy hả? Rồi Bon mở dép ra đi. Nằm xuống thử coi. Rồi xong. Ok. Ba hỏi hai đứa nè, hai đứa dám ngủ một mình với nhau không? Dạ. Hả? Dạ. Dám chứ đó gì đâu nè. Đèn sáng nè, ba sẽ nằm ở ngoài đây với bà. Tắt đèn ha, ok. Đèn. Đó, okay. Rồi. Thấy không? Thấy Bon giỏi không? Sợ bóng tối mở đèn. Sợ bóng tối hả? Có gì đâu. Bạn nào sợ? Bạn có sợ không? Không, thấy không? Bạn không sợ thì mình tắt luôn. Đó. Rồi, ok. Yeah. Rồi, nằm xuống. Yeah. Hai đứa tụi con nè. Nói chuyện với nhau chút xíu rồi xong rồi nhắm mắt ngủ nha. Hai bạn nói chuyện nha. Có lát là bá đi nói vô ngủ nha. Bá đi ra ngoài mua đồ cái bá đi vô liền. Rồi nằm xuống. Rồi. Bạn nào ngủ trước bạn đó sẽ được buổi trưa. Rồi chúc ngủ ngon. Mạnh lên. Chút xíu bá vô. Xin nói chuyện với bạn rồi xin ngủ nha. 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 Chúc xíu ngủ ngon. Cảm ơn con. Đâu có bỏ Bon đâu. Hả? Sao vậy? Trước tình hình thế này, hả? Bà Hiệp sẽ giải quyết bây giờ, như thế nào? Nhắm mắt mình ngủ, nằm ngủ với bạn xíu đi. Rồi hả, bá lát xíu bá vô. Rồi xong, ngày mai mình đi biển, mình tắm biển nè. Nha, Bon nha. Ngủ với bạn đi, chút xíu nữa là bá đi vô. Hả? Hả? Vậy là hai bà quyết định sẽ ngủ cùng hai con tối nay. Đừng khóc nữa Bôn nhé, có ba ngủ chung rồi đây. Bây giờ mình đi ngủ để sáng mai mình đi biển. Ba đã mua đồ biển cho con rồi, yên tâm nha. Yeah. 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 Chúc mừng hai cặp cha con lữ khách đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Trải qua các thử thách để xin nhà tá túc là cả một quá trình để hai lữ khách nhí có được nhiều trải nghiệm. Mặc dù hai cha rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy hai con đang ở trong ngôi nhà và ăn rất ngon, thì hai cha thực sự hạnh phúc vì hai con đã khôn lớn. Không biết trong các nhiệm vụ tiếp theo của chương trình thì các lữ khách của chúng ta sẽ trải nghiệm thêm những điều gì mới lạ đây? Mời quý khán giả đón xem chương trình vào lúc 17h20 chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Lụm đi, chạy vô lụm đi Si. Con nào con cũng lụm. Lụm đi, về để bỏ, đúng rồi. Qua đây, rồi. Bon, mê biển quá rồi. Dắt ba về, Bon. Đúng không ba, Bon ơi. Rồi, tụi nó đi tắm biển rồi. Si à, chị có thể mua mem hộp bánh này được không chị? Đi ơi, mua bánh giùm em đi. Con nói ông mua con hộp bánh đi.